bóng bán riêng sốt đó là đây riêng bán tích đấy thế mình chỉ chờ này thế riêng và nhà bạc chọn với hiện và to master của chọn đấy và thầy rồi ngay cục bông riêng to thân ạ mình đứt đi và này trên đây nhìn này đăng nâng đôi ta bờ dương tha chờ mình chờ này bởi vậy để dương à vậy để dương mình che nó với smart đừng tật mà hà rồi mọi là vậy dương đắng smart đừng tật mà tận nọ đây mà gần tới đó anh chẳng mình hiền uột mình hiền lược thảo hiền bàn chờ hiền bàn ấy thế nào vẫn chỉ cái hai thả tức bình thông men tức bình thông tại nhà mình lư sâu và bao con được học nè vậy bình khổ vậy và chạm vào nhau khu sự phim cứ chia sạch sạch trà nơi coi chỉ lại và nhà sạch hoàng đại bóng nơi tin nó riêng một cái chia ấy đại bóng một cái chia thân nạn bình đọc quần thổ hay nâng mùi tiết hay trả giá bật chia hay nâng phim chỉ nhà được nòm thân nạn nâng chùi bình yên ọc rung nì sạch nâng ở đằng bì ở vậy cua thưa vậy cua thưa hay là biết điệp chạm chặt cầm nứt thưa mấy cũng ở việc bạn một smile không chặt nắng á của à lớn lên tầng mấy tầng cha chỉ sẽ dùng vậy nước vừa miền bảy nhà chờ chiều nụ cha tôi tiếc đời xa à sừng cùm nắng chết tật đi tham miền đã sầm pi đôi khi niệm phẳng đọc phẳng vừa bán đôi kế về chặt bạt đàm và bà chặt đó cái nào để chẳng nông sả là nắng kẹo dương nghiền sa pi là biệp ọp rùm chất cầm định nâng bản lọ sầm mẹp giờ từ không pra ca không chỉ vật hay nâng pra ca không cái lại thư ca nghi cái nào nâng ngày thư mẹ riêng ruột cho mùi mật được thả mật phẹt rùm ca nghi nâng thư mẹ bản lọ chẳng ngắn á cái nào mà nó cái lại đi bóng dừng ảnh châu vào đó bởi thiên là bọt chưa thả bóng ôn của phong đề rộng chạm thả ta bởi thiên là bọt ngày nay côn nập yếp nơi chỉ vật con đường phim này chỉ vật nước thà ta với tẹt trong từ nơi anh đang bảo với đứa chỉ việc thôn đại sản đấy vẫn thấy lo mình tên một thiên vật này cái này anh ấy bởi mà lực bị bày sẽ nói cho được rằng bày thật chỉ vật nước việt miền sẹp một cô lớn á cái này thì mua họ lôi bàn chai cục còn anh lôi phim tẹt trong lôi đại bảo anh lôi chai ru màn sọc lên tình được xong bài cái đang cái bạn kéo ai hấu rồi lôi rồi cà nghi rồi mục nghi ấy bạn bà loa là mấy rồi lôi anh chẳng hạn á như ngay ai tích phí vitamin sọc tiệm lo chẳng bạch thời ta bây giờ dạy nhưng mà hộp mà hà thời ta hộp nó cũng ôi chơi thật cài nhọt chẳng hạn á chơi bình định bà chạy chẳng á hay hộp nó bết của phép đó thật hộp mọi chuyện về bé của bé bé prap năng bị buồn phải làm sao nó thà lúc thà bực ở miền này dụ quế như sốc việc lo cũng hộp chuyện về ta hộp chuyện về dụ khơi chạm ngọt chẳng mấy bạn chỉ à lấy những người bóng ôn với cho chân hộp chuyện với bóng ôn mà nè phong hộp chuyện tại vì phong sao vậy ta mà bóng ôn đặt tay chân ngay như là hôn đấy người ta và hai chị cùng phong tại sao vậy ta mà bên nè hộp chuyện và nơi Amrit kia thư ca sẵn chiều mùi kia ở cái đào mà krom xì chạy bình bù hòl hòl mà krom tiết xì thà chật sập bạch sập phí rối kì lên ở xì hơi cái đào ấy à cái đào nó ngồi rụt nơi khăn ngà hạt bà nâng hơi cái tạm đàn mơ thà mùi nà dụ quê chiền hơi bàn trong khối à cái đào để xì tích à dụ quê chiền bí đô à cái đào để xì chạy hòl hòl kì hòl kì chứ mà thầy chứ mà thầm cái lệnh mà mơ bố bút gặp thế mà ăn bắt tay bị đọt là bồ nướng của Phật thân đệ na chăn tích chăn mà đòn nướng đòn mày miền cầm làng cầm hái miền dụ về phải chết thật ăn nó gầm vốn á đó là phêp thiệp chỉ mùi nâng xài nẹp chỉ xa nó bạn đang tạo cái tới bị bể trâu nè gọi là dương xoay vô lọt đó cái này thế mà mưa tu sang gặp bùa muối muối channel new asia cái này nè sắm phía nâng cái xu đôi lúc rùm chẳng hay chó na còn cái xu thương mại ở miền sọc phép lòi dụ về nó còn pháp tha mạnh 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 mẽ rồi chồng khỏi cái
អ្នកសួរនឹងសួរតែខ្លីឲ្យលោកគ្រូមានអវ៉ាតអីខ្លីមួយម៉ាត់ទេចុងក្រោយទៅធ្វើម៉េចឲ្យមានអាយុវែងគាត់ថាខ្ញុំស៊ីច្រើនពេកចម្លើយខ្លីមែនទេចម្លើយខ្លីយើងខ្លីខ្លីចឹងបងប្អូនដែលចង់បានអាយុវែងគឺថារឿងទូចមួយដែលធ្វើគឺកុំហូបកុំពិសាច្រើនពេកពិសាច្រើនពេកតើពិតការហូបចុកខ្ញុំប្រកាសណាឮសូគេថាបើសិនជាហាពេលព្រឹកគេឲ្យហូបវិញច្រើនបន្តិចដោយសារតែយើងត្រូវទៅធ្វើការហើយដល់ពេលថ្ងៃត្រង់រៀងបន្ថយបន្តិចមិនច្រើនពេកដល់ពេលល្ងាចរត់តិចតិចទៅទៀតទៅបានសុខភាពល្អបងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងតែគេណែនាំអញ្ចឹងហ្នឹងត្រូវដូចគ្នាត្រូវដូចបេះបិទ្ធឲ្យត្រូវមុននឹងវិទ្យាសាស្ត្រនេះពីព្រោះពុទ្ធលោកឲ្យភិក្ខុសង្ឃលោកឆាន់ពេលប្រាប់ពេលថ្ងៃអញ្ចឹងតែឲ្យក្រោយនឹងឆាន់ទឹកឆាន់ភេសជ្ជៈអីទីទួចមកបានហើយពេលលេងនេះហើយបើតាមក្បួនវិទ្យាសាស្ត្រគេថាពេលព្រឹកថ្ងៃហ្នឹងត្រូវការធ្វើការបញ្ចេញកម្លាំងច្រើនត្រូវការកាឡូរីពីអាហារហ្នឹងដើម្បីបញ្ចេញកម្លាំងដល់ពេលយប់អត់ត្រូវការអីនឹងប្រើកម្លាំងច្រើនដែរតែអញ្ចឹងអ្នកហូបអាហារពេលល្ងាចច្រើនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យធាត់ទៅវិញអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងពេទ្យក៏មិនឲ្យហូបច្រើនព្រះមិនឲ្យលោកឆាន់ប្រោយទេមិនមែនឲ្យហូបច្រើនតែពិសេសតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលហូបទៅត្រូវហូបចេះហូបយើងអាចនិយាយថាចេះហូបឲ្យត្រូវហូបឲ្យត្រូវមានន័យថាដូចតែគេស្ដៅជ្រាវក៏ដូចតែព្រះដែរគឺថាលោកបានរកឃើញយូរហើយថាអាហារពេលព្រឹកឲ្យបានច្រើនបន្តិចថ្ងៃត្រង់ក៏ថយតិចហើយល្ងាចអាចបន្តិចបន្តួចក៏បានដែរតែបើជានេះមកបើអត់កាន់តែល្អណាជាបានអ្នកខ្លះទៅចាស់ចាស់ឯងគាត់ហូបគេហៅសិល8ណាបោសិតសិលគាត់អត់ហូបបាយល្ងាចម្ដងហ្នឹងតែអត់ហ៊ានដូចលោកសិល10ឯងបាទគណាបងនៅចំណុចមិញមាន3ធំធំបងដើម្បីឲ្យគុណភាពនៃជីវិតគឺសុខភាពមង្គលនេះត្រូវមាន3មិញដល់លុយចាយបានគ្រប់គ្រាន់ណាគណាទី2ត្រូវមានសុខភាពល្អថែសុខភាពល្អទី3ត្រូវមានគុណធម៌គុណធម៌គុណធម៌គណាអានឹងខ្វះបានឯអ្នកមានលុយមានបុណ្យមានសក្តានុពលក៏ប៉ុន្តែបើអត់មានភាពត្រជាក់ត្រជុំខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងក្តៅក្រហាយរហូតគណាមួម៉ៅតុកសិចពិបាកចិត្តជេរគេជេរឯងគ្រប់គ្នាយ៉ាងតែគណាបើសួរថាខ្វះលុយហ្នឹងមិនខ្វះណាទូឯកគាត់អាមេរិកាំងហូលីវូដមួយនោះស្រីគណាអូល្បីល្បាញលុយវល់កោតប៉ុន្តែគាត់ឡើងមកនិយាយប្រាប់ fan របស់គាត់ហ្នឹងថាគាត់គឺថាក្នុងខ្លួននោះប្រទេស្អាតមកវាមួម៉ៅវាអត់សប្បាយចិត្តគណាគណាចាំមកពីហេតុអីអាហ្នឹងមកពីវារឿងបែកបាក់សង្សារទៅរឿងដូចថាវាមិនវារកអាសេចក្តីសុខក្នុងអារបស់ខាងក្រៅហ្នឹងរកអត់ឃើញវាអត់បានអប់រំចិត្តខ្លួនឯងអត់ចេះគ្រប់គ្រងចិត្តគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ពេលខឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចពេលច្នៃគេពេលល្វើល្វាយពេលអីហ្នឹងត្រូវមានស្អីមកជួយតម្រែតម្រង់ចិត្តហ្នឹងគណាបើឧទាហរណ៍ថាបើយើងដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅមុខផ្ទះការពារចៅកុំឲ្យចូលផ្ទះអញ្ចឹងណាគណាឬក៏ដាក់សន្តិសុខនៅមុខផ្ទះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងបើយើងក៏អត់មានអីការពារចិត្តសោះអាខ្មោចព្រាយវិសាចោលណាក៏ចេះតែចូលមកធ្វើបាបចិត្តយើងអាខឹងអាចិនណែនអាស្អប់អារវើរវាយអាបបាក់ចិត្តអាស្មុគស្មាញហ្នឹងវាអត់មានប្រព័ន្ធការពារបើសិននិយាយពីផែនដីវាអត់មានស្ទប់អូសូនមកអត់មានស្ទប់អូសូនការពារផែនដីអញ្ចឹងអាពលឺព្រះអាទិត្យមកឆេះខ្ទេចផែនដីហ្នឹងបើនៅនៅអូស្ត្រាលីអីដាក់ស្ទប់អូសូនហ្នឹងវាធ្លុះអស់ទៅអពលឺកម្មរស្មីប្រតិទិនធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺមហារីកស្បែកមកហ្នឹងហើយដោយសារអាធ្លីប្រព័ន្ធអូសូនយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងដល់អត់មានប្រព័ន្ធអូសូនការពារអញ្ចឹងអាចជំងឺស្អីក៏ហត់បុកចូលក្នុងចិត្តយើងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយកណាប៉ងជំនួសឲ្យខាងបងប្អូនយើងដែលកំពុងតាមដានចេសនាដែលជួយចិត្តតើមានវិធីអីទេនៅក្នុងការការពារដាក់សតុបអូសូននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបងណាឬក៏ចាក់ថ្នាំអង់ទីកួរការពារចិត្តកណ្ណាអានេះវាត្រូវការដឹងថាយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តយើងវាស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តយើងដឹងថាចិត្តយើងឈឺចិត្តឈឺកណ្ណាហ្នឹងអា
on chất tu chất ở chân này là bà chất nó như những đăng thô chất dương chư dương chấp ở đăng thư hồ ông rẻ một cà phê thử chạy thăm ông thì qua cũng bảo rất có chạy thăm chị bà là chụp ngư để châu mà hào ý đăng cái này xong mình chạy thích bảo là ta chạy thăm mấy bà chìa bông ôn dùng phương tệ rung chăm đập mẹ tên đó ta ta thương mấy cà phê mình sẽ toàn ô dôn thì ta chạy thăm cà phê ấy chẳng bảo nhưng chừng thử anh ấy mũi sống khăn những kìm phát lộ hạt thả smart day vì sao thoát lộ hạt sợ tệ smart day nè smart day nâng đăng thảo chật ánh đà nâng không phải khó hơn được phải thở chẳng hạn á ưu thảo thả bởi dường chân này dường on chật ú chật ánh đà nâng phải khó hơn nâng ạ phải nâng chuẩn mìn à cố thế nào anh mình sợ tệ tệ nâng ạ ô chật ánh chật này kêu ô chật này nâng khó nè khá là nâng à chật chư hơi mình đang thạc luôn ái chư đi điện cái này à chật này anh kia à chê kia đang thạc anh khoản bà anh chê kia ôi vừa khá là cho anh tí bởi anh mình một kháng với mày khá cho anh tới chị ọt đăng luôn vì tới chị út chùm ngư đưa mình út chùm ngư út chùm ngư bà bà út chùm ngư bà xong bà út bánh nè bà xin chân nư quay quay nế ôi lực đáy xong xoay lực phiên rồi bỏ một cô cái nào chẳng đấy tay cái nào bàn mà dạng đi bàn cắt ra hơn cắt rồi cho mình đem hai chị đòi xa hãy giúp phong đòi xa tại dù tới khơi là chỉ vật bà sân chỉ dương chọn ở ruộng ở bán quân được phim cứ tha dương thời là cắt ở nâng bóng ở nâng tao với chất ấy chất đại chỉ bành hà ở nâng tao với cao trên vì nào máu ở việc cắt côn cắt trao trở mấy tao thương mấy miền một nước lắc và cái em bắt về từ mình nước lắc đôi ruộng nâu chỉ mùi vì chân sông bọn và to rồi nè anh không chết việc cào máu về tay nhà miền dương thạch chữ chùm ngư chứ chùm ngư cái này chỗ này là sọp khăn ta cào nga máu sẽ bả đây nga nó bên đây thằng khăn nga vì mình thở chết á bị cào trên bị tay mà lại mà không lục triệt thà bị cào máu nó đôi chia đọt khó ai luôn là tên là lừa về là cọ chẳng vừa về là nghe về vừa vừa thọp thọp nó không thọp không tay mà đái về cọ cả đái nữa nè chẳng vì vì mình mau bị thọp chứ phải là khó thọp chết nè khá đã ứng nè khá khẻ chẳng tay chẳng vì thử à sài như sài phụng nụ lõ hay à xa an sập hư đập giờ mà bị chà nà hay dừng dừng giờ ta ăn vọt chỉ bị chạm thầy nó ăn miên tham mà khó chỉ ba chia mà chỉ vừa ăn miên này ăn miên bây giờ cũng bây giờ cũng ăn miên này bây giờ bọn ta là thà quất chừng all play và nó nè tao ăn hết thật đa cái này bơ bơm đá thôi mấy tự đòn khó bọn còn là phải play cái này bọn phải thà nó không chặt dừng nó với miên miro như vậy nghe miro cũng ăn được chứ hay nè na để bàn miệt mà đầy phú hơi tạm đàn à chùm ngư nâng chìa bị chám ừ thôi đấy bẹt nạt thờ mà khai từ chùm đó ông bị khai từ chùm đó hay dương ở xa từ chùm từ chạy sọc cục hiệp tới là nâng sợi chư về hơi ở dù về đây hơi nè na ọt đạp hơi nâng thật luôn ai chứ đó chư chân ngó bắn tới bé là nâng chạp à nâng mình dù nhá này chùm ngư bọc nông khuôn dương nâng chừng ai chùm ngư không chặt đấy ná vì tôi thay vậy tôi tiêu thôi tôi bây giờ bà một thay chứ smart đây nó tạm là nó chật ảnh khó khó đào nó phải khó khó nè rồi tôi bây giờ bây giờ đặt cô thì smart chứ nghe nó tạm phải sẻ chứ à cô nó bị khâu nó tập về dương click vì tôi xì tung vì tôi tung xong hàng là hay chứ to mà chặt cô nó to là tiền cô nó cũng ao vì xì sợ sẽ tung kia cái kia mà rồi rương cho nó chặt bây giờ chẳng này vì trẻ chó nó chặt cái này khương kia lo chứ mình từ trẻ chó về từ trẻ này cái này khương ít toàn chặt tích đập prai giờ vậy anh ấy smart anh cô từ si tung á anh ấy vừa đại cả hai đào mà cha cố cái đứa con mà cha chặt bài dương cái này hãy vừa thập lõ của dương thời tạm đàn về thầu chặt nâng lõ tạm đàn liên tiền nâng ngày hãy chặt tất chặt chi vừa thay liên đây cái này và đám trường hợp chẳng lý ở bóng ổn ta vô phi bị mũi phải hay thả chặt dương nước gì và là mũi sạch tệ sạch tệ ông lấy thả spirit chẳng bỏ sạch tệ nâng bước không chọn lấy hơi mindfulness vâng vâng cái nào hỏi vì cứ khó bị chặt trọn tha vì chui tàm
ការពៀចិត្តកំឲ្យដើរក្នុងផ្លូវខុសកណាកណាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនខ្លះកំពុងអង្គុយស្ដាប់ឬក៏កណាកំពុងតែសួរព្រះអង្គពេលដែលសួរព្រះអង្គទៅសតិកណាជាងក៏អត់នៅជាមួយហ្នឹងហើយទៅនោះបាត់ប៉ុន្តែនេះអាចថាចិត្តទេចិត្តវារត់ទៅបាត់ដែរប៉ុន្តែសតិអ្នកទីឡើងវិញហ្នឹងសតិដូចនឹងពីក្រោយចិត្តអញ្ចឹងយើងនឹងមាន2អ្នកពីក្រោយកណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនតែមិនអាចត្រៀមឲ្យសតិយើងនៅជាមួយកណាបានអានសភៅ The Power of Now នឹងគឺវានិយាយពីរឿងអស់នឹងដែររឿងតាក់ទងថាបើយើងនៅទៅណាហើយយើងសប្បាយយើងគិតតែនៅម្ដងទៅនឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែទាំងខ្ញុំកណាទាំងបងប្អូនយើងមួយចំនួនជួនកាលយើងនៅទីនេះប៉ុន្តែអាសតិយើងអត់នៅទេយើងទៅណេះទៅនោះទៅអាគំនិតយើងនេះយើងទៅអតីតភាគច្រើនអាចទៅអនាគតអញ្ចឹងមកជីវិតរបស់យើងភាគច្រើនរស់តែនៅក្នុងអតីតតឬក៏រស់តែនៅក្នុងអនាគតអត់សូវបានរស់នៅអាពេលបច្ចុប្បន្នដូចកណាធ្លាប់ស្ដាប់ហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងចាក់ទឹកយើងសប្បាយនឹងអាសំឡេងទឹកលីសូលីសូលីសូអញ្ចឹងបាទលីសូអញ្ចឹងហើយយើងសប្បាយនឹងអាសំឡេងបិទក្របទៅវិញហើយនឹងអាការហូបទៅសុខអឹកអឹកអឹកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគេហៅថាការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយបើសិនជាហូបបាយផងបើសិនជាកំពុងហូបបាយផងគេថានៅពេលដែលយើងហូបបាយទៅគឺថាមួយម៉ាត់មួយកឹបមួយកឹបហ្នឹងគឺថាយើងនឹកទៅដល់ថ្មីហើយនឹងដាតហើយនឹងយើងខំវាទៅយើងឆ្ងាញ់អាភិបឆ្ងាញ់អត់គិតទៅណាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាគឺជាសុភមង្គលដែរអាហ្នឹងអាចថាវាជាគុណភាពនៃជីវិតមួយឯងបងព្រោះអាហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនិយាយពីការបង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងតាមរយៈបង្កើន mindfulness ឬក៏សតិឬក៏ស្មារតីហ្នឹងណាហើយឬក៏យើងថាមួយទៀតថាចម្រើនសមាធិឬក៏ធ្វើ meditation ណាកណាកណាណាហើយមនុស្សយើងមានបញ្ហាច្រើនណារឿងចិត្តវារវើរវាយអត់អាចគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានណាហើយនឹងជាមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខធំមែនតើដោយសារយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានណាកណាយើងយើងតាមដានចិត្តរបស់យើងហើយតាមរាជចម្រើនសតិហ្នឹងវាមិនមែនតលទៅអង្គុយសមាធិទៅហើមចេញទៅហើមចូលអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រមួយដែរប៉ុន្តែអាដេកដើរឈរអង្គុយហូបចុកបុកទពាស្លៀកពាក់ខោអាវចូលបន្ទប់ទឹកងូតទឹកស្អីទាំងអស់ហ្នឹងសតិជាឱកាសសម្រាប់យើងពង្រឹងស្មារតីយើងរហូតគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងជីវិតយើងដេកដួលតែយើងអាចចម្រើនបានអឺបើនៅអាមេរិកគេមនុស្សវាធាត់ធាត់ពេកនៅអាមេរិកណាកណាហើយមិនដឹងថារកគ្រូពេទ្យណាដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សស្គមអញ្ចឹងគេមន់លោកទៅថាធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សស្គមគណាបានលោកចាប់ផ្ដើមឲ្យរកវិធីសាស្ត្រមិញហ្នឹងគណាអាអង្គុយក៏ដឹងឈរក៏ដឹងចូលបន្ទប់ទឹកក៏ដឹងហូបក៏ដឹងគេហៅ mindful eating mindful walking ហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពអីក៏ដឹងដែរគណាគណាហើយបើហូបនឹងគេមិនអោយហូបវបវបវបទេព្រោះអាហូបអត្តពីនឹងវាធ្វើឲ្យឡើងគីឡូឆាប់កណាកណាហើយសាយអិនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាអ្នកដែលហូបញាប់ជិបជិបជិបជិបជិបហូប2 10ដង2 10ម៉ាត់2 10គឺថា2 10ដងមិនលេប2 10ក្រឹបក្រឹបក្រឹបក្រឹបក្រឹបកណាអានឹងឆាប់ធាត់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលគេរក្សាស្លីមនឹងគេហូប5 10ដងបានគេលេបគេវោះអញ្ចឹងទៀតអស់គ្នាតែ2 3ក្រឹបដឹងហើយដឹងហើយអញ្ចឹងទី12ឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងបានលេបអញ្ចឹងវាមានរសជាតិគ្រប់គ្រាន់បំបែកអាហារនឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅបានលេបចូលទៅអញ្ចឹងក្រពះពោះវៀនវាស្រូបជាតិបានល្អអញ្ចឹងណាគណាគណាអញ្ចឹងស្មារតីនឹងលោកឲ្យតាមដានតាំងពីអាអញ្ចឹងឡើងអាយនិយាយអាស្ដីអាដើរហើយតាមដានមើលចិត្តអញនឹងវាដើរខុសផ្លូវឬក៏ត្រូវផ្លូវអញ្ចឹងទៅគណាគណាតាមដានវារហូតអញ្ចឹងណាបងកណាអូបច្ចុប្បន្នជួយចិត្តថាបងប្អូនដល់ឡៃសុំមើលបងប្អូនតើបងប្អូនមានសួរអីខ្លះអូលោកគឹមលោកហេងគាត់ថាស្ដាយមិនបានជួបព្រះអង្គតថ្ងៃនេះលោកគ្រូនៅក្រៅលោកគ្រូអេលោកគ្រូអរគុណដែរលោកគ្រូបានផ្ដល់លោកហេងណាអេដល់ឲ្យពាក់តើអាវយឺតប៉ុណ្ណោះក៏បងប្អូនទស្សនិកជនគ្រប់ត្រលោកគឹមលោកហេងដែរកណាអញ្ចឹងក្រុមការងារគាត់អត់បានជួយទេអញ្ចឹងអត់អីអញ្ចឹងព្រះអង្គ
dương ảnh nghiệm màu và thiên là bạn dương bình tí tiết sẽ tồn tên là con được kiếp mấy cư con được kiếp này chất là bạn dương đại dương rốt nơi chụp mùi nâng dương ta luôn dương ta tới chất dương hay nâng cái hai thà sẽ tệ bạn dương nơi chụp mùi cái này hai đầm bay hát riêng nói sẽ tệ nơi chụp mùi dương ai thà dương riêng chia meditation cả cả để vừa sự mạnh thị bóng cả na lư sâu tha lúc Steve Jobs nâng đại diện nẹp quảng cáo của lần là Paul Apple tu được sạc Apple đã lập bay nên ông bị phô lộ nâng quát có vừa sự mạnh thị đại nói prom đang chơi cru sự mạnh thị mà đào tẹt quạt tiền phòng bóng lo bàn rồi Steve Jobs quát nẹ can Phật sát sanà quạt từ sắc sảo của sắc sảo nên đi quạt từ thưa sự mà thị nên nồng tiền nọ à vừa lại quạt mẹ bắt tụ quạt ở tầng miền là khé không về là té hành quỳ chẳng từ sự mà thị chẳng ngày hay thực tên là à rom nâng việc kết bạn về đọc bật nét bạn mưa bạn ngày bật phần mình bật phần này mưa màn chẳng ai bị nâng tiếng đập tới về nghĩa bên này về ai đi thà bên là tật về nâng tới về về mưa khơi bạt về mưa khơi nhảy thà là ở ngoài chẳng ai hay u nẹt đây khăn nâng chờ là sự nhảy chặt mình sẽ thở về hay ai miền việc đại xa đấy không cần làm tiếp thọp chùa về nơi mà lượng tí tí cho nơi vùng sáu cốn về liền thằng mà tái về liền nhé tôi cũng về liền cái nào đâu liền un phun sạch y xây nơi mọt từ liền chân tới vì nick này về thẻ bọc này thì vẫn là áp bốc có áp bốc về vay cái này đó bốc khăng bốc khăng khăng vay cồn kề nẹt khủ một khoát vay nẹt khủ tiền đã trong khối cái đọ sạch ừ nâng chạy bạn tài cái này anh ấy hoàn toàn phép ta cả năm chất dương nâng về miền cẩm hắng sự miền chất áp sư thở về hai miền vừa để sao đấy hay ai bắt bằng thần nặng bồn xạ cần chú sao một ple để sao cẩm hắng này chẳng bàn thời dương thời cà pì chất bài dương nâng ai bàn lọ cái này xong mưa từ lư nấy mưa ăn cười chẳng cái nào ở ban cloud tới nên sủng nu bọn bọn ổn tại sao ở ban miền ấy mới chẳng xong chấm chạy cái chui scroll một tí hay bọn ổn bọn toàn miền sủng nu tí ai xua ban và vợ sân chia để chia ở nàng mới sủng nu khang thấy một mình hình nhóm chia nhóm chuyện nè chủng ngư mà Hà Rích là chuyện báo rộp cho nắm hoài tái bên vừa chật ở đi đi xong khăn lửa chật bà khang bong bò đi gặp ôn thầy mộng hình hình và thật nhóm chuyện nè chủng ngư mà Hà Rích là chuyện báo rộp cho nắm hoài tái bên vừa chật ở đi đi xong khăn lửa chật bất chỉ là mình cứ quật thả mình ấy thông chuyện chật đấy cả nà chật rí rí của thật chủng ngư sẽ cái đó cứ dừng nơi đây to ai rồi nơi bàn các nhóm cả nát đôi khi thua lư sô cái tha nơi nông luôn dưỡng miền miền cái hai tha sạch tệ à nụ sạch tệ sầm banh gì nhé rứ có phía sau ông lấy hai tha subconscious mind nó cứ chuyển nè đài phụ cái lăng mệnh tên ở đây dưỡng chưa chạy từ lư subconscious mind nó à nụ sạch tệ sầm banh gì nhé nó cứ tha dưỡng sân thật tha trong ban ấy sân đã quật rồi mà ỏi mà và ông lập lưu lại những đấy được mới quyền chỉnh liệt niềm tin mà lông lại này anh nói ông bà ơi thầy dương chùa mình trả dương đọc cho nam buồn cái hai chú mua dương cho bác lại cái nào thật ưu thật chùa mà sao ô bà ông sự phiếp cái nào hay dương chăm một cái bên dương score chú mua kì cái nào chế tặng quý hạ quát năng chú mua say nực khởi bắt này nơi không cụ bà những việc chặt mà ran rô ai cả xa chả nằm ngồi bên này anh đang đi lục cụ miền xa thì ông lấy sạc conscious mind những na việc chặt đàm dương trong rô thật ấy còn đang chú ấy chẳng hạn những việc chặt đàm xa rư ai cả xa ai xa nó bị du bế về nước bạn khèn lắm bị lươn
ចឹងវាអាចវាអាចមកចឹងដែរកណាកណាបាទកំពុងគេងមើលបានអត់គុណម្ចាស់គេងនឹងមើលបានអូនលីនទីនអូនទីនអត់អីទេបងអាចអូនណែមែនបងគឺថាបងអាចអាចមើលបានមិនទេបងដូចមិនប្រកាន់ទេបងអត់អីគេងស្ដាប់លោកទេបាននេះបងអានោះបើសិនជានៅមុខខែកុំគេងមុខគុំគុំគេងស្ដាប់លោកគុំមកទេបើលោកគុំទេហ្មងកុំគេងដឹងហើយបើគេងស្ដាប់រ៉ាឌីយ៉ូគេងស្ដាប់ហ្នឹងហើយមិនអានោះល្អជាងគេងស្ដាប់ចម្រៀងផងកណាកណាកណាមានបងមុំដែរថាខ្ញុំពេទ្យជួយបានខ្លះតែចិត្តជួយបានច្រើនជាងឆ្នាំត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យសុបាយខ្ញុំករណាអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលផ្ដល់ព្រះធម៌អប់រំចិត្តបងតែមុំបាទអរគុណតាមពិតគាត់ជាអ្នកប្រកាសស្រាប់ហើយបាទបាទបងស្រុកស្រែបងសិស្សស្រុកស្រែគាត់ថាដោយអាស័យច្បាស់នឹងតែនឹងភាសាបាលីសូសូសាំងលក្ខតេបញ្ញាថាស្ដាប់ដោយស្ដាប់ដោយនិយាយថាដោយស្ដីយកចិត្តទុកដាក់ទៅវាបានបញ្ញាអូបងគាត់ចេះបាលីបាលីបងឆ្លោះពោះរៀនហើយតាមបងចិត្តឯងស្រុកស្រែលោកគ្រូគាត់លោកគ្រូគឹមតុកឯងគាត់ចូលរួមដែរបាទមានគេថាចិត្តប្រៀបដូចជាគោសតិប្រៀបដូចជាអ្នកបរទេសគោកាន់ខ្សែចាំញាក់ត្រូវទេលោកម្ចាស់ត្រូវហើយលោកគ្រូត្រូវហើយតែយើងធ្វើជាម្ចាស់ចិត្តកុំឲ្យចិត្តធ្វើម្ចាស់យើងកណាបងតែងតែចិត្តកណាឃើញថាតែងតែចិត្តហ្នឹងវាទៅជាម្ចាស់ទៅវិញភាពច្រើនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងភាពច្រើនធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយមុខឬក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងរឿងស្អីមួយការខកធ្វើខុសអីមួយតើបងមានសំនិកាខាងលើហ្នឹងថាតោះតែយើងនឹងញយញយនឹងគឺថាសតិនឹងឲ្យដឹងថានឹងខុសអាចមានវិធីអីទៀតទេបងដើម្បីជួយធ្វើម៉េចឲ្យកុំឲ្យបងប្អូននឹងជាធ្លាក់ទៅក្នុងឥឡូវឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះទៅខឹងទំបានប្រើប្រើប្រើណាដល់យូរយូរវាជាទម្លាប់អាផ្ទុះក៏បែកប្រើប្រើរហូតហ្នឹងហើយហ្នឹងវាមិនល្អទេយើងដូរចិត្តត្រឡប់មកវិញឥឡូវផ្ទុយពីចំណែនយើងឃើញគេបានល្អយើងអបអរសាទរអបអរសាទរពេលដំបូងហ្នឹងចិត្តហ្នឹងជួនកាលវាមិនព្រមអបអរទេប៉ុន្តែជាយឹម push force វាដូចថារុញរុញវាច្រើនដូចថាចិត្តហ្នឹងវានៅរៀងតែទៅវានៅរៀងដូចថាតែទៅចំណែនណាអូយទៅអបអរសាទរណាប្រកែណាឆ្លាតណាខ្ញុំសរសើរណាប្រឹងរៀនណាអូល្អមែនតើហើយដំបូងវាផឹងធ្វើដល់យូរយូរទៅធ្វើបានដែរយ៉ាងហ្នឹងណាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចេះស្ដាយរឿងដែលកន្លងទៅហើយហ្នឹងវាដូចថាមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងសោះមិនគួរសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងសោះមិនគួរបើក business ហ្នឹងសោះអាហ្នឹងនៅក្នុងធម៌លោកហៅកុកកចៈមានន័យថាស្ដាយក្រោយអញ្ចឹងបើមានអាហ្នឹងមកអាស្មារតីហ្នឹងណាអើយគឺហួសហើយគុំទៅគិតអីអាហ្នឹងហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាខ្មោចសែងយកទៅកប់ចោលហើយយើងទៅគាស់យើងមហិតទៅវិញអញ្ចឹងណាយើងដាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអឺក៏ថាបើខាំងគេចាប់ដើមចេះគិតថាណែអញដុតចិត្តខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីខាំងមកស្រឡាញ់យោពីណាគាត់ចង់បានសុខពីណាគាត់ចង់បានសុសាពីណាគាត់ចង់បានល្អយើងណាគុំចង់ជួបរឿងអីគេស្ដីឲ្យដែរអញ្ចឹងគុំទៅសើស្ដីឲ្យគេពេកហ្នឹងហើយហើយយើងនឹងគុំចង់ឲ្យគេមកធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងណាគុំធ្វើបាបគេព្រលឹមឡើងជួបអ្នកណាញឹមរស់រាយអើយមិនបាច់ថានិយាយសូមឲ្យបានសុខទេក្នុងចិត្តហ្នឹងថាណាបានសុខហើយញឹមពីក្នុងចិត្តហើយអ្នកសប្បាយជាងគេខ្លួនឯងនឹងឯងណាណាអញ្ចឹងណាហ្នឹងឲ្យជួបរឿងរាវអីក្នុងជីវិតហ្នឹងវាមានរឿងពិបាករឿងឧបសគ្គអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យចេះទ្រាំទៅទ្រាំមកជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជិះកង់ឬក៏ជិះឡានវិញដូចថ្មជិះម៉ៅមិញហ្នឹងវាវែងភូមិវាស្ទះផ្លូវផងហើយបើយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយវានៅតែស្ទះដដែលកណាកណាកណាហើយបើថាទៅមុខមួយចោះជិះម៉ូតូដូចមកមិញទេអញ្ចឹងក្នុងជីវិតហ្នឹងមិនទៅអាវិធីហ្នឹងមិនរួចទេរកវិធីផ្សេងមកផងកណាកណាដូចជាឃើញថាកន្លែងនេះមួយចំណុចល្អមែនទែនបើសិនជាអង់គ្លេសដូចគេប្រើពាក្យproactive ប្រា proactive ហ្នឹងដូចជាថាមនុស្សនៅពេលដែលជួបអី
ôi tha chú mình chèn chứ cứ tha đa kích mà chẳng lại người chèn mà chiêng coi dung đâu mông chèn coi dung đường coi là u đã cho chèn được rồi và ôi đó đã đã xem quật tròn anh cô ấy chứ cứ ở trăm bạch đào ở một cô ở nhà cô này chứ quật quật cho chiêng chu chu đó cả đàn được một tiền chẳng nghĩ cái chi cùng đất mũi này là họ mai dương người hai ấy tới nâng bọn cái chi mình lúc bạch mất nhà nâng bàn chi kết một chân pizza bạch chỉ bón cái hai menu để miền cực nhật với chị miền phía xa phía xa bồ ràn tích cái hai mà nụ miền dù thì sao mà nhạc sĩ ca rạ mà nụ dù thì sao mà nhạc sĩ ca nó như vậy xuống miền này thà mà nụ để bà cải kịch cái này để kịch thở cái này rương ra mình lo sắp bánh nắp ai prai rương mình lo nó tới chị hướng lo với ưu thọ thà cái đây ảo yếu anh không phải ra mơ một hải nữa giờ máu về hiện ăn chặt tít đáp bản ấm hiện mười nghìn nhóm mới chấm mướn trong phẳng thứ mấy ở kho bị bịa rồi này đang này rồi thà cái đây cái thà chẳng mau à giữa bị kho mền và giới bị xong cái thà đó ngày khỏi phẳng á ở quân kim nhà thà đồng tiết này hiền vậy hiền vậy đang này hiền nhưng hiền được luôn đang này và ưu thế họ thà bây giờ cho phải chọn chẳng dương nè khơi một dương cái này dương mưa luôn dương nước mưa mình ó thế khơi là một cái phần là non đấy mưa mình khơi thế vì tôi là miền mình nhẹ nam mới tiết phép thân này lều non đấy cặp chuột này ấy thấy dương mẹ từ 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 chia nè phép đúng thế dương tự ó quân nè phép bàn bàn thở dạng ná nước dương nước với tay là miền là Costco chẳng hạn hay mình nước đẹp chỉ mình đứt bứt nước cứ tham mình nước để từ tua vô bịa rồi quân nè đặt tay hay mà bị chà mà hay ó quân kịp họ cái này hai mạch khăn nghe thế ai bực kia đi quân khó ừ thử mấy đàn nó ngại khó rất nhiều khó cho mũi đấy nhiều mệt chẳng vỏ được cái này bất chi mà sao bọn ông muốn thì ở cái này mấy dương từ trên cái việc chớn để tôn rừng thằng trận ấy bọn miền xong là ca hàng lứa để tôn rừng thằng thứ mấy ở miền lùi hai bọn và hai chi và bà chạy đầm lên tích nơi tam thọ và bốt ta miền thì vậy để tôn rừng thứ mấy ở sau lùi đại bọn lúc áo ni đái lúc áo bay chạy cái này lùi để rồi bắn và bốt lúc thà này xem hẹp dương chi mà nụ thả mạnh chuôn nó chậm bách thời tầm miền lùi và bốn đốt phép chắc mỏng đã ọt lối ọt sọc ê cá nóc miền trai lối đây bọn lối thế miền đấy miền 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 cắt cái miền xây cái miền xây kia chẳng tay cái miền trọp cái trọp à nè miền trọp và nâng tìm mùi và tìm bí bờ bàn lối bàn trọp mà hai nâng thời phở phải hai thời cùng giờ từ lúc bay sợi xa bảo lại nâng à nâng về đây chìa tục đọc luôn ấy tục đọc xa tục đọc và tê chìa được tiết thì bấy đâm bay bàn sóc và buồn là cùng chụp bẹ lùi kê cùng chụp bẹ lùi kê thầm á thật thô bè nó đôi giờ mình chẳng ai bị dương mà bàn nó kết tấn cái này cái này để chụp bẹ lùi kê thằng luôn thằng xa thằng bạ chân được cái đi cái này cái này là tí buôn luôn thằng cùng thưa ấy khóc cùng thưa ấy khóc nè khóc chụp bạp rồi á khóc chụp bạp sợ thô chụp bạp rồi á lùi chọc phòng kê nó chết tập hay chết tập khai cái này bờ chụp khóc chụp bạp sợ thô như vậy đám kê chạy cho kê mẹ nàng cái chạm đã cục dương đấy bắt nó bị vì ớt sẽ bài chất hôm nay à khăn à chả này là sao ớt nữa nè cái này cái này anh nó khóc phá lời thô rồi nè ớt khóc chứ bác ấy đi khăn cái cắt tục mua mong anh khăn à quát nâng nè anh chẳng ổn đồ hoa tục anh nó ớt khóc chứ bác ấy bắt là khóc thôi cắt tục luôn ai cái này chẳng buồn lúc thà là bây bạc sống to tầm miền thằng buồn thầm miền lôi chai cục khoán chai lôi thở thầy không chụp bẹ lôi kế hay không thử anh khóc cái này trọp đại bộ phút lục bánh chai thả bộ bánh chai trọp nâng thì mũi dừng vô châm khuôn ai châm khu xa chẳng hắn á giờ màu nâng lùi món châm khuôn ai châm khu xa thì bí dừng vô màu xùm hẹp vinh dục và thaym ô mình vinh dục cho nó nâng vinh dục đấy bà rẽ thư vinh dục thaym cùng vô lôi nung mà tục ao từ tê về ăn chở đánh đê giờ từ viền vô hay một phút ở giờ viền vô nó chở nó tiết chở phía trên kia tiết hay mùi tiết nút sale tục xem hẹp về của thân nạ về miền chư chia ấy chẳng tờ chẳng á hay mà phía tiết tôi gọi thử bọn chẳng chạy chạy chịu buồn á chạm bán nó chạm của xa viền vô và thèm sale túc
បាទសំទុកសំទុកសំទុកហើយនឹងមួយទៀតអើយធ្វើបន់ចែករំលែកដល់អ្នកដែលខ្វល់ខ្សត់ជាងយើងបាទជាងយើងកណាហ្នឹងណាកណាកណាហ្នឹងហើយនឹងថាថាដូចឆ្ងាយពីយើងទេបងហើយកុំថាធោប្រាក់ហ្នឹងអត់មាននិយាយព្រះអង្គនិយាយសំដាយរឿងហ្នឹងកណាឲ្យមនុស្សសម័យហ្នឹងបានស្ដាប់កណាកណាអឺបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលអឺធ្វើតាមបាន4ហ្នឹងពាក្យច្រើនបងប្អូនច្រើនតែសំចាយឲ្យបានសំមែននេះតាមកណាយល់ឆ្លក់ឃើញឧទាហរណ៍ព្រមទាំងខ្លួនឯងផងឲ្យតែប្រើរូបមន្តចាយឲ្យចាំសំគឺអត់ដែរសំតែបើប្រើរូបមន្តសំឲ្យបានចាយដូចជាអាចសល់ខ្លះបាទជាពិសេសកណានៅពេលដែលមានគ្រួសារទៅបានអាចសល់ខ្លះបើកាលនៅមិនទាន់គ្រួសារគាត់មានគ្រួសារអត់សល់ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមិនទាន់មានគ្រួសារអីអាចគិតពិចារណាឲ្យតែព្រោះគ្រួសារគាត់អាចជួយយើងដែរហើយរូបមន្តមួយដែលខ្ញុំរៀនសូត្រហ្នឹងគឺថាត្រូវតែដាក់ចិត្តថាសំហើយបានចាយក្នុងខែនេះត្រូវតែសំ5ឬក៏ 10% នៃប្រាក់ខែដាក់ចិត្តថាសំអញ្ចឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់បងប្អូនប៉ុន្តែឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទទៅចែកជាមួយប្រគុណម្ចាស់គឺថាមិនទាន់អស់សេចក្តីទេរឿងលុយកាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សារមៃជោគជ័យហ្នឹងគឺថាយើងមានកម្មវិធីតាក់ទងទៅនឹងរឿងរលុយកាក់ហ្នឹងគឺកម្មវិធី SME Talk បាទគឺនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយបាទថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺយើងអញ្ជើញវាគ្មិនបងយើងមានវាគ្មិនតាក់ទងទៅនឹងរបៀបរស៊ីជាអ្នករបៀបរស៊ីដែរម្ដងស្មាមិនដឹងទេអាហ្នឹងបងអត់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែនៅវត្តគុលតឹងគឺថាមានរឿងលបៃមួយតាក់ទងនឹងការរៀបចំការរៀបចំបានស្អាតបាទរៀបចំបច្ច័យកន្លែងចូលបច្ច័យមានរបៀបរៀបរយអានេះគឺជាការរៀបចំមួយដែរបងតើការរៀបចំនឹងអាចចូលរួមឬក៏តាក់ទងទៅនឹងគុណភាពនៃជីវិតទេការរៀបចំចាត់ចែងផ្សេងផ្សេងបាទអានឹងបើយើងនិយាយពាក្យរឹសពាក្យថាវត្តប្រែថាកន្លែងប្រតិបត្តិឲ្យបានល្អពាក្យថាអារាមប្រែថាកន្លែងដែលគេទៅឲ្យសប្បាយចិត្តកណាអារាមហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងកណាអត់ដឹងទេអារាមពីសម័យដើមវេលវ័នហ្នឹងជាអារាមមួយហីថាស្ដេចមន្ត្រីមហេសីព្រះជាក៏ទៅសប្បាយនឹងកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយបងពូជាទីឧទានកណាអញ្ចឹងបានអារាមប្រែមកវិញតាមភាសានឹងប្រែថាកន្លែងដែលគេទៅឲ្យសុបាយកណាអញ្ចឹងសុបាយទាំងកាយមើលទៅមានសួនមានម្លប់ឈើមានកន្លែងចតឡានអីធំត្រូវអញ្ចឹងតែណាវាស្រស់ស្រាយហើយសុបាយចិត្តឮសំឡេងពធឲ្យអវាតមានកន្លែងចែកដីដើមពូសម្រាប់មាសការអីអញ្ចឹងទៅវា7អញ្ចឹងណាកណាចាអានឹងជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ទៅវត្តដល់តែកាលណាគេទៅវត្តគេមានឱកាសបានស្ដាប់ការពន្យល់ណែនាំពីព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃមានតួនាទីសំខាន់មួយជាងគេបំផុតគឺការជួយសម្រាលទុក្ខរបស់មនុស្សលោកហ្នឹងកណាពួកមនុស្សហ្នឹងវាមានទុក្ខណាស់ទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រពិបាកដូចគ្នាមិនពិបាកដូចគ្នាវាមានរឿងពិបាកផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសុទ្ធតែពិបាកសុទ្ធតែមានបញ្ហាអាត្មាជួបអ្នកធំអ្នកណាតរដ្ឋមន្ត្រីឯណាគាត់ដូចមើលទៅសុទ្ធតែមានទុក្ខទាំងអស់អ្នកមានអុកញ៉ាគាត់ដូចសុទ្ធតែមានទុក្ខដូចគ្នាកណាហើយដល់អញ្ចឹងបានថាហេតុធម៌ហ្នឹងជាថ្នាំជួយសម្រាលទុក្ខរបស់មនុស្សលោកហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងធ្វើម៉េចមានវិធីសាស្ត្រម៉េចបញ្យលមនុស្សវិញនិយាយសាមញ្ញរាល់ថ្ងៃថាវិជ្ជខ្ចប់ធ្វើម៉េចឲ្យតេទាញអតិថិជនបងប្រើ marketing ជួនកាលហៅថាមកស្ដាប់ធម៌គេអត់មកទេវាព្រោះហេតុអីបងសុំបាទបាទហេតុអីបានជាឥឡូវនេះយើងអត់សូវស្ដាប់បធរអីអញ្ចឹងបងមកវិញហេតុអីឬមួយក៏អានដើមធរហ្នឹងជួនកាលវា brand ហ្នឹងវាវាធរហ្នឹងគេយល់ថាសម្រាប់មនុស្សចាស់កណាសម្រាប់អ្នកទៅបួសនៅវត្តអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជារឿងយល់ខុសអាហ្នឹងបើឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងឲ្យតម្លៃខុសណាកណាបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលមកវិញយើងក្មេងឈឺយើងទៅប៉ែតចាស់ឈឺក៏ទៅប៉ែតណារងថ្ងៃទាំងក្មេងទាំងចាស់សិតតែឈឺចិត្តដូចគ្នាកណាហើយតាម4គេរកឃើញរងថ្ងៃ
ពេទ្យប្រាប់ថានៅពេលរុស្ស៊ីណាគណៈក្មេងហ្នឹងឈឺច្រើនជាងមនុស្សចាស់ទៀតហើយយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ពីព្រោះធัวហ្នឹងជាឆ្នាំព្យាបាលប៉ុន្តែធัวហ្នឹងរត់ហួសមនុស្សរត់ហួសក្មេងទៅដល់ចាស់ហើយចាស់នោះវាជំងឺផ្លូវចិត្តដែរប៉ុន្តែគាត់ដូចថារៀងស៊ំនឹងជំងឺនឹងច្រើនហើយអាក្មេងនេះដែលត្រូវការជំងឺនេះត្រូវការថ្នាំនឹងមែនតើហើយបើនិយាយភាសាអង់គ្លេសគេហៅឡាបែលឈ្មោះនឹងវាខុសហ៎អញ្ចឹងបានថ្មនៅក្នុង Facebook ជាបទផ្សាយខ្លួនឯងអាខ្លឹមសារដែលថ្មដាក់មួយនាទីកន្លះអីហ្នឹងសត្វទីធរទេប៉ុណ្ណឹងមិនប្រាប់ថានឹងធរទេអត់ប្រាប់ទេសំលាក់ brand មើលទៅតូចចិត្តអន់ចិត្តពិបាកចិត្តធ្វើអីតែពិតទៅសត្វតែខ្លឹមសារធរដល់មើលទៅមនុស្សចាប់ផ្ដើមអឺល្អតើគឺ share មើល view ទៅទៅរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ឥឡូវចូលលៀនអញ្ចឹងទៅកណាហ្នឹងអញ្ចឹងគេអត់ដឹងថានឹងធរប៉ុណ្ណឹងឯងធរកណាហើយអញ្ចឹងថ្មថាអឺមិនបាច់ប្រាប់ថាឲ្យមកស្ដាប់ធម៌មើលបណ្ដោយទៅហើយមើលថាឆ្ងាញ់មកទៀតទៅយកទៀតទៅនឹងឯងបើព្រះអង្គដែលដូចថាអ្នកខាងក្រៅពេលដែលមើលមកព្រះអង្គវិញគឺគេតែងតែគិតថាព្រះអង្គគឺជាព្រះភិក្ខុដែលមានថ្មីវត្តហើយចេះប្រែសម្រាយពាក្យធម៌ហ្នឹងឲ្យមកនៅពាក្យសាមញ្ញហើយកំ្លុកកំ្លែងទៅទៀតកន្លែងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសណាដែលសូមនិមន្តព្រះអង្គមកចែកចម្លែកនៅលើប្រធានបទនឹងផងដែរបាទកណាអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវដូចជាមានអ្នកសួរបន្តិចណាបាទខៃពេលីខ្ញុំសូមសួរមួយពេលខ្លះខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំគ្រប់គ្រងសតិអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងមិនបានអារម្មណ៍រវើរវាយខ្លាំងណាស់បាទបងប្អូនខៃពេលីបងតើយើងអាចជួយគាត់បានទេអូមើលមានអ្នកសួរមួយទៀតព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នប៉ុន្មានទេបានបួសបានប្រមាណភាសាមិញព្រះអង្គបានបាទសំលេចការឲ្យថាជិត20ឆ្នាំជិត20ឆ្នាំហើយអូពីខាងកូរ៉េមកក៏សូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់បាទព្រះអង្គម្ចាស់ព្រោះពីចម្ងាយខាងកូរ៉េបងទីទឹកបាទអូនទីទឹកហើយសំណួរអត់មានសំណួរទេគណាអូមានគេសួរថាខ្ញុំកាលណាសូមសួរមួយចៅថងយាមមានលេខដូចមិនដេចតែជឿនអានេះដូចជាអពាកហ្នឹងដូចជាឃើញស្ដាប់ឮសូរមកពីប្រភពខ្លះចឹងព្រះអង្គសូមបកស្រាយតិចមើលគឺគាត់ឆ្ងល់សួរទៅសួរអ្នកបង្កើតពាក្យហ្នឹងទៅអាត្មាមិនមែនអ្នកបង្កើតមិនដឹងទេនិយាយទៅនៅក្នុងដូចជាជំនាន់ព្រះក៏យ៉ាងដែរជំនាន់ព្រះក៏មានព្រះក៏មានផ្ទុយពីព្រះគឺមានមីមីមានអីយ៉ាងដែរបាទបាទបើមិនសំនួរបងអូនប្រុសឬក៏បងប្រុសមិញទេថាវាមានសំនួរដែរគេចោតទេប៉ុន្តែជាងកាគាត់ចង់សុខគាត់ចង់សួរដែរនេះគឺជាការបើកណាយល់ឃើញវិញគឺជាការដែលដូចថាធម្មតាតែតែមានបតិយបល់ហើយការដែលចោតការដែលនិយាយនឹងជួនកាលពេលខ្លះក៏ត្រូវពេលខ្លះក៏ណាកណាពេលខ្លះអ្វីដែលបកកើតពាក្យនោះមកជួនកាលត្រូវជាមួយបុគ្គលមួយចំនួនទៅប៉ុន្តែខុសជាមួយបុគ្គលមួយចំនួនទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើសិនជាពាក្យពេចន៍របស់បងប្អូនហើយយើងយកមកប្រើដើម្បីដឹកនាំជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរនោះគេហៅថាផ្លូវធម៌ផ្លូវផ្លែងណាបងអញ្ចឹងបងអូនយើងអាចខ្ញុំក៏មិនមានអីឆ្លោយច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសំណួរប៉ុន្តែគ្រាន់តែគិតថាបងប្អូនយើងគិតពិចារណាមួយទៅកាលណាយើងមានចំណេះចំណាញអានច្រើនយើងយល់ច្រើនយើងកាន់តែយល់កាន់តែយល់ថាតើនេះវាជារបស់ល្អឬក៏អាក្រក់កន្លែងហ្នឹងបងភាគច្រើននៃគ្នាយើងតែងតែពិបាកទាំងខ្ញុំប្រកាសណាក៏ចឹងដែរជួនកាលរឿងខ្លះយើងមើលទៅអត់មើលពីក្រៅឃើញចឹងប៉ុន្តែពីក្នុងផ្សេងចាប៉ុន្តែមុននឹងទីព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថាតោះតែយើងមើលទៅនឹងអានេះបើមើលទៅនឹងភ្នែកដូចអត់សូវច្បាស់ឯព្រះអង្គសូមបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់ថាស្អីទៅវាត្រូវស្អីទៅវាខុសហើយអីបានជាកន្លងមកនេះវាចេះតែងតែមាននេះមាននោះបងប្អូនចេះថាចាប់ដើមច្រឡំមែនទែនមិនដឹងពីណាត្រូវពីណាខុសបងអឺអាត្មាលើករឿងមួយចុះពូម្នាក់គាត់មានកូន3នាក់ជិះរទេះភ្លើង
hay quạt thơ mình đắng hà cô nốt đa của lọc kia cục kia không không bật tụ bật tẹp lương nè hôm nay mình đấy chết khắng á hay bàn mình bật đảo bàn bật đảo con hay mấy cô bật đảo cái câu này mấy cô vừa ao vừa rút dễ chả lâu là chăng cái nào ở đó mình nó tụ bán ngừa máu đầy máu hay bu ấy mình mơ lên câu nó hốt ảnh nhẹ nhảy đồng khan cái cục niêm phẩm quạt có thằng phẫu nơi có buồn khi nhóm tụm đại cho nó một tí bệt bị bấy màu nó khi nhóm vừa ớt hả linh mà vừa vừa nóng khu ba lấy khi nhóm xong một phải tụ phong cái nào còn là dưỡng đăng cá bịch và nắng lê dưỡng ớt khăn cho mùi nâng bù nâng á cái nào nhưng mà thật tòa dưỡng hở rư cuôn này bằng hà cá bịch sân đi thì dưỡng khơi phliếm khơi ngày nắng thua bỏ hòa ngáy kia đào máu ảnh nhóm đại hồi ngày nắng khía mai chi bị tiền máu bực lên ảnh nhóm đại dưới tăng không với lắm mấy vì nâng với lắm mấy khăn anh hướng say cho tao kết bằng bậc ca tục luôn này thả con trai tục nó chỉ là to mà bên nào bên kia bên đây chỉ mua dương à lý cái nào ta bên kia bên hướng một tiền nó thế chẳng phải tao thả đã xa chân ở nâng của à วินชัยเพลียมเพลียมทำไมไอ้คืนนึงของเฟซบุ๊กไอ้หมอปรุงปลาทำไมมันใส่เจียมหรือพยายามเรียกรีแอคชั่นปลาตัวเองเนี่ยดูการหึงตัวเต้เข้าตัวเต้ซะไอ้เนี่ยคอมมันคอมเจียจังหวะขาดตั้งจัดขาดตั้งลุยเฟซบุ๊กเจ๊ตัวมือให้มันใส่เจียมมืออ่ะหึงก็ไอ้หายนึงเฉินปิดพองเต้ก็ได้ก็ได้โอ้ก็เต้นหมอมองกันละเลื่อนไม่ได้บ้างตะเจ๊กนี่จะตะเจ๊กหลังในซอลแต่พรำในตีเดียดบ้างจังบ่พ้นเนี่ยสมัยเชียร์ไส้เมื่อยังในเมียนเตี้ยเด้อโดยเชียร์ส่งน่ะรินหลบบ้องขยมกะระนาบานตัวตัวดำบ่เมียนอ้นใจกันได้สมอ้นแต่เมื่ออ้นส่งน่ะรินบานตัวตัวปอดเมียนถ้าหลบบ้องขยมกะระนาเมียนกำลังจัดนองกาน้องการู้นะแปลคนจ้าสมมติพระองค์มีจุนในยุคยิมยูทางลงนรินส่งนรินส่งนรินส่งนรินอ๋อสาธุไอ้ขอบคุณเชิญพระองค์เพื่อโดยได้บันมีสมาธิลงครุ่นสมาธิเตะตรงมอสมาธิที่ท่านพระองค์สมาธิตั้งแต่กี่ในเยียธาสมัยมนุษย์จ้าสมัยไอ้จังคนไทยก็ต้องสำคัญไม่เต้นกันนะต้องดังจังทำไมมันไปมาในจังยิ่งท่าเราไปได้ยังจังติดเต้นที่บันดังท่าการมุ่งยืดได้กี่จังได้วันนั้นเราไปได้บ้านอ่ะหนูว่าช่วงนั้นบ้านคลักคลักอัดบ้านจีจวบประมาณนี้วันนั้นเคยท่าอารมณ์เตะไอ้นั่นคือท่าเมียนกาเออหนึ่งจีงมุ่นแค่นั้นฟังสมช่วยอะไรหนึ่งสเตะสมาธิแค่นั้นไม่ได้ยุ่งยุ่งยุ่งเปลี่ยนสมาธิสั้นสมาธิเพื่อท่าធ្វើចិត្តឲ្យនឹងធ្វើចិត្តឲ្យនឹងកណាកណាបើភាសាអង់គ្លេសហៅ focus អីចឹងណា focus ឬក៏ concentrate ចឹងហើយមិនធ្វើធ្វើចិត្តឲ្យនឹងមកពីចិត្តនោះវាសមុខស្រួលស្មាញវាអញ្ញាញ៉ៃវាវើវាច្រើនពេកកណាហើយពពុទ្ធលោកដឹងច្បាស់ណាថាកណាល្វើលវាអាស្មុខស្មាញអាស្អីស្អីនឹងច្រើនពេកទៅវានាំឲ្យមានទុកច្រើនណាស់កណាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រមួយចិត្តឲ្យនឹងបើឧទាហរណ៍ថាទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលអញ្ចឹងចិត្តខ្មាស់ខ្មែរយើងមានពាក្យមួយមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាត្រូវនោះត្រូវអស់ពីចិត្តខ្មែរយើងជេរចាស់ចាស់ជេរថាហើយអត់ដឹងខ្យល់អីសោះហ្មងអាអត់ដឹងខ្យល់ហ្នឹងគណាពីណាមិនដឹងខ្យល់ប៉ុន្តែពាក្យថាមិនដឹងខ្យល់ហ្នឹងអាខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលនេះដែរគណាគណាយើងអត់បានរៀនសូត្រពីវាអត់បានយកសតិមកដាក់នឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលធ្វើចិត្តហ្នឹងពីព្រោះអាខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលហ្នឹងវាคล้ายទៅជាមូលដ្ឋាននៃការសាងសេចក្តីសុខស្ងប់របស់យើងចិត្តបំផុតនឹងច្រមុះនៅចិត្តមែនទេប៉ុន្តែយូរសវ៉ាសតិញដាល់ឡើងដល់ឋានប្រចាំដើម្បីរកសេចក្តីសុខគណាប៉ុន្តែវានៅចិត្តនៅចិត្តច្រមុះយើងប៉ុន្តែយើងអត់បាទអត់យកមកព្រើកណាកណាចឹងបានគាត់ជាឯងនឹងខ្យល់អីសោះហ្នឹងត្រូវរបស់គាត់មែនបើត្រឡប់មកវិញចឹងបើចង់ចេះអាហ្នឹងវាតលទៅកន្លែងមានកន្លែងគេធ្វើនៅវត្តលង្កាអីយប់ម៉ោង7ម៉ោង8ហ្នឹងមានបើតាមផ្លាច់ចាំមិនច្បាស់ណានៅធំមួននៅបាត់ដំបងក៏មាននៅគុំចាមក៏មានវគ្គ10ថ្ងៃបើគេនៅវត្តលង្កានេះមានពេលយប់អញ្ចឹងណា
มันมีกินกุยมาเมาเมามีครูเกจุยนายนอมอย่างนั้นนะนะเพราะความจิตกูกล้าการทุสมาธินั่นคือถือจัดอ่อยอ่อยนึงดอยซอยดอยสายโยโยไซมุ้ยเชียรอมโยต่างหามใจต่างหามโจเชียตีกันไรดาวดาวดาวนะอุทบยืนประจังโยกระเจาะมุ้ยต่อเป็นลือทั้งไงมาดันหนึ่งสไลโก้จังงั้นเลยกูเคยยังปีกเมย์ยังนะให้ดาต้าสไลโก้ต้องแช่แช่แช่เด้อไงเออคลั่งคลั่งนะคลั่งยังไงจัดบาดยืดกูจังโดยสัตว์สระมาต่อมาต่ออยู่ยุทธ์ทอทมอนั่งเวทลูกบานยังไงจัดบาดยืดนั่งจังบทสัญจิตดาวตะเลือไว้เดี๋ยวอายุตัวเวียนหนึ่งกันนะกันนะโดยอัลเบิร์ตอันสไตน์กดแผลเนี่ยปลายบ่ออเมริกันจุดจีเอลมองนั่งกันนะแต่ขยมแมนฉลาดเชียงเนี่ยต่างอ่ะคนนี้ด้วยก่อนนักขยมเนยจมูกปัญหานั่งยู่เชียงเนี่ยต่างอ่ะคนนี้บางขยมฟื้นกาอ่ะนั่งกันนะกันนะตอนใหญ่จังนะกันนะยังตบเต็มเหมือนเมียนกลายฟื้นขู่นวลนวลไม่ได้อายุบางเหตุสมาธิไอ้เป็นกลมกึศทางสมาธินั่งสมัยนึกจ้าใน Google หัวไงนั่งกี่มูลหนึ่งจับตามไปจุ้มGoogle กรมหุ้นน่ะเสื่อมกว่าเมียนนั่นไงตรงนั้นนะมุ่งหนึ่งจับตามประจุมคือแกเอาบกเลิกงอเพื่อสมาธิปีหนึ่งตีกันนะกันนะทำไมมันแกเอาเพื่อสมาธิแกท้าผมพลิกอ่ะเรื่องอาศัยมาสามปีเตะปีสบายมาไอออสเตอร์สมาธิปีหนึ่งตีโฟกัสเตลื้อโดยท่าดาวเตลื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยกันนะกันนะให้คิดถือคิดคืนอย่าการปรดบัตรบอกมนุษย์นั่งการวัดบอกบกเลิกนั่งบาทรอไปสายชีพมนกันนะกันนะนั่งป้ากันนะสมอภิคุณเหมือนเต้นอะไรมาดาวที่เป็นจับแต่หายบ้องสมบ้องไอ้มนุษย์จับสมสังขัยถัดตาคุณภาพในชีวิตนั่งเวียนในตอนน่ะสังขัยสังขัยมาวิ่งแต่เออตีมุ้ยเธอปัญหาเสร็จไก่เธอหัวลอยใช่ไหมกันนะเสร็จไก่เด้อไอ้ตีปีคือสกปรกก็น่าสมบูรณ์เหมือนกันสมบูรณ์คันเหมือนแต่ที่3คือเรื่องกล่าวอบรมจิตหรือก็คุณธรน่ะอันนั้นคันบาดนี่อดมุ่ยนาโกมบาดสอกได้จังนั้นนะขนาดยังไงพวกสิ่งสอกพลอยจิตนั้นเวียนมีอัตติปุลปีข้างแขวยังอดลุยก็ยังบาดสอกได้สอกเพียบยังมันล้อก็ยังบาดสอกนองจิตได้ให้นึงมีอัตติปุลปีข้างขนองอ่ะข้างอ่ะกล่าวอำมัวหมายนั้นตัวละวิธีสักตุบตัวละข้างแขวพงพิบาละข้างขนองพงเติบยังคุณภาพชีวิตยืมมาละอกระดาสมสมอพระคุณมจ๊ะจังบองอ้นแต่ออกนี้คือถ้าบานตัวในวัดพิศาวก็โดยจิตบ่งมีละอ้อปีพระคุณมจ๊ะจังบางยิงติดตีบางยิงนี่คือถ้าขัดมาดาวจัดมาดาวละมอมมองผมไปละมอมคือถ้าปีมองผมมวยกลับมาได้ยิงยิงติดด้วยจังไปตัวผมกระดาบองอ้นยิงไงก็ได้ยังยังไอ้ยังไอ้จูปองมาซาติดวันนี้ปองก็มีเฟซบุ๊กตัวครูแรกปองปองโพสไอ้เสิร์ชเราชั่วปองเจียสอกไม้สอสออังเล่กูสุพิบกูเซย์เซย์ไม่ได้ปองK O U K O U อันนึงสุพิบเด้อ S O P H E A Pนั่นเป็นแต่บ้านแต่ตอนเพลงบ้องคือถ้าบองโอนอาจจะเรียนโซนเหมือนแทนเตียนในคลิปใครๆบองในมนต์เตือนนาโซนมนต์โซนอะไรนี่คือถ้าบองใจผมเลยบองใจผมเลยในกลายเชฟเซฟบองสุธิระกับที่บองสุธิระด้วยจริงไงดับพรำไงดับพรำไงดับพรำเมาเมาปีเมาเมื่อไงเมาเมามวยเดี๋ยวเมาผมมวยเมาแถมเมาผมมวยเมาพรำเดี๋ยวเมาผมมวยในCJCC มีแชมป์โลกสัปดาห์การมีชีจีปอนในโครงการจีไรภูมิมันลุ่มปิงจะมองโอนประจำจูบบังตัวอาจมุนหนึ่งจึงตือจูบคะแนนโดยง่ายที่ดับพรำจังจิตไม่ร้องเตี้ยแต่ยมการนาสมอภกุลภกุลจ้าในนองกาจำนายไปเรียนในมณฑลรวมหรือนองกรรมที่บอกยมการนาก็สมอคุณเราบองโอนหนึ่งออฟเฟสแต่บานตามด้านเราจะตกดักหอยบานที่คอมเมนต์หนึ่งช่วยจดไลค์จดแชร์จดเล่าคือมือตะคืนสบายว่าบองโอนไอ้ข้าข้อการเราอย่างนั้นสมองบนจิตไรคือเอาไว้แต่กิจกรรมวิธีเทพกุศลทำไมนั่นคือยืนจึงเวียดมันได้มีเทพกุศลทวายมวดทวายได้หรือกดก็กลายทั่วไอ้จะดั้มไปไอ้บองโอนไอ้บันยุลบันดังคลาสไอ้อาจารย์จีกเตะมาจำนวน
ដែលធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងអាចយកទៅប្រែបានប៉ុន្តែគិតថាដោយសារតែ1ម៉ោងកន្លះក៏មិនបានច្រើនដែរអញ្ចឹងក៏សូមបងប្អូនបន្តតាមដានស្រាវជ្រាវទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចរកគុណភាពនៃជីវិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរទៅគឺថាមានទាំងលុយលុយកាក់របស់យើងមិនឲ្យខ្វះខាតសុខភាពយើងក៏កុំប្រហែសដែរតាមខ្ញុំប្រកាសណាឮថាថ្ងៃទី15នឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងសុខភាពសុខភាពសុខភាពជាពិសេសសុខភាពនារីបងប្អូននារីយើងគឺថាមានបញ្ហារឿងផ្នែកខាង cancer cancer ខ្មែរយើងថាមហារីកបាទអញ្ចឹងមហារីកតាក់ទងនឹងខាងស្ត្រីនឹងគឺសូមបងប្អូនអាចទៅស្ដាប់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះនៅប្រទេសយើងព្រះអង្គលើកសូថាមានបញ្ហានឹងច្រើនណាស់ច្រើនវាគឺជាគិតកោដែលសំងំបាទសំងំហើយតែយើងម្នាក់តែងតែមើលរំលងអញ្ចឹងបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់បាទសូមអញ្ជើញទៅស្ដាប់បាទនៅថ្ងៃទី15ពេលល្ងាចហ្នឹងគឺថាបាននៅកតិមួយចំនួនពីខាងវជ្ជបណ្ឌិតគ្រូពេទ្យផ្ទាល់តែម្ដងហើយលើកសូមថាព្រះអង្គចូលរួមដែរព្រះអង្គអាត្មាហ្នឹងមិនមានជំនាញឯជំងឺមហារីកហ្នឹងទេប៉ុន្តែញោមសិរាចង់ឲ្យទៅចូលរួមការរក្សាសុខភាពផ្នែកតាមរយៈពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាហើយនឹងជំរាបជូនបងប្អូនដែរថ្ងៃហ្នឹងអាត្មាទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យនៅប៉េរុស៊ីជំនាញផ្នែកជំងឺមហារីកហ្នឹងណាថ្ងៃហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើបទបង្ហាញតើត្រូវរៀបចំខ្លួនធ្វើម៉េចការពារធ្វើម៉េចកុំឲ្យកើតជំងឺមហារីកហើយបើកើតត្រូវតែដឹងមុនកុំឲ្យដល់អតនកាលចុងក្រោយព្យាបាលជាអញ្ចឹងគាត់នឹងប្រាប់របៀបតាមដានឬក៏ការពារខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងថាជាសិក្ខាសាលាមួយមានសារៈសំខាន់ដែលបងប្អូនមានពេលគួរទៅចូលរួមស្ដាប់ទាំងបរិយាទាំងស្ត្រីបងគណៈពិតជាសំខាន់បើបរិយាអាចនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់ភរិយាបើភរិយាអាចការពារខ្លួនឯងអញ្ចឹងពិតជាសំខាន់អញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់ទៅអាចបានព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើម៉េចយើងការពារខ្លួនយើងដែរបាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលីហើយនឹងសូមលាដល់បងប្អូនទាំងអស់ហើយសូមអរព្រគុណបងប្អូនអរគុណច្រើនបងបាទហើយស្មាតចូលរួមអរគុណ